Xin chào anh em, hôm nay lại tiếp tục cái chuyên mục review của kablog.vn. Thì cũng trời khá mưa thời gian nên là bên em có cái dịp tư vấn cho các bác một cái dòng sản phẩm cam 360, nhưng mà về chất lượng thì không phải bàn. Thì là cái dòng Zetec thì về chất lượng thì rất nhiều các bác đã lắp và trải nghiệm thực tế thì chất lượng Zetec rất là ok. Thì hôm nay bác Santa Fe đời khá là sâu 2008 qua bên em nâng cấp một cái bộ màn hình và có kèm 360. Thì qua một hồi tư vấn thì em đã chốt cho bác ấy là một cái dòng sản phẩm Zetec Z800+. Đấy, đây là cái vỏ hộp của sản phẩm này. Cái dòng sản phẩm này của Zetec ấy thì là màn hình và đã kèm 360. Đấy, và đây là thiết bị sản phẩm mà khi mà em đã lắp đặt cho khách này. Đây, đang giảm lượng này, đã khá sâu nhưng mà riêng về Santa Fe vẫn không có đầy đủ các cái phím vô lăng. Đấy, và cũng gắn đầy đủ. Đây, đây là cái giao diện như trong của sản phẩm này. Chắc là cái dòng sản phẩm này thì đã khá là quen thuộc với cái giao diện mà các bác đã nhìn một số các video trước. Đấy. Đây, tiếp tục là về cái giao diện của em nó. Phía trong này. Đây, cái quan trọng nhất là cái kèm 360. Đây, đây là cái thiết bị cam 360 của sản phẩm sau khi mà bên đã nâng cấp lên cho các bác này. Chuyển sang chế độ 2D này. Chất lượng camera hành trình rất là sắc nét này. Đấy, hai bên là bên này các bác có thể nhìn thấy bánh này rõ ràng luôn này, không có điểm mù về bánh. Đấy, rất là tuyệt vời. Bên phải này sinh nhan này. Đấy, sinh nhan này, đây này sinh nhan này, bánh này. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể sử dụng bằng thao tác bằng tay, ví dụ như là cam sau này. Đấy, các bác có thể mở trực tiếp bằng tay này, bên phải này, trái bên phải này. Đấy, chuyển chế độ 2D này, hoặc là các bác có thể thu nhỏ màn hình này. Đấy, một số các bác thì nếu quá trình mà di chuyển thì các bác có thể cho nhỏ màn hình xuống như này. Đấy, và các bác có thể mở nhạc ra. Đấy, vừa xem 360, đấy, vừa xem nhạc giải trí, rất là tuyệt vời. Đấy, trở về các bác, trở về đây nhá. Nếu mà các bác mà đang đi cung đường hẹp ấy mà các bác muốn xem cả hai camera lề hai bên ấy, thì các bác bấm nút thay ra như này. Đấy, thì ngay lập tức camera lề hai bên nó sẽ được mở ra. Thì lúc đấy các bác khi các bác di chuyển ấy, các bác có thể cùng một lúc nhìn được cả bên phải và bên trái. Đấy, bánh rất là tuyệt vời luôn này, các nhìn thấy bánh này, nhìn thấy hết luôn. Đấy, gần như là không còn điểm mù nữa. Dòng sản phẩm này thì khá là phù hợp và tuyệt vời cho một số các chị em phụ nữ tay lái khá là kém hoặc là đi qua những cung đường hẹp. Đấy, cần có hỗ trợ cam 360 để giải quyết cái vấn đề điểm mù của xe. Những dòng xe mà SUV, những gọi là Santa Fe như này thì các bác mà lắp cái bộ cam 360 thì cho cái trải nghiệm rất là tốt và hỗ trợ lái cực kỳ tuyệt vời. Đấy, lúc đấy thì các bác lái xe khá là hoàn toàn là yên tâm, nhất là các chị em phụ nữ hoặc là những các bác tài mới. Đấy, cảm nhận xe thì còn chưa được tốt lắm thì cái giải pháp lắp 360 thì nó giải quyết được ngay cái vấn đề khó khăn lái xe của mình luôn. Ngoài ra thì Zetec thì cũng không phải nói nhiều về trang bị ngoài cam 360 của xe, thì về cấu hình sản phẩm Zetec Z800+ thì đang sử dụng cái con chip MTK. Đấy, cao cấp, tích hợp sẵn tất cả những tính năng, ví dụ như là bản đồ dẫn đường thì có 3 bản đồ. Đấy, Việt Bay một chính hãng. Hiện tại thì em đang ngồi trong nhà. Em đang ngồi trong nhà nên là sẽ tốc độ giới hạn 50. Sẽ không bắt được gần như là vị trí, nhưng em vẫn bắt được vị trí này. Em ở có chi công này. Đấy. Có sẵn cái cảnh báo tốc độ. Các bác di chuyển và các bạn sẽ bật cái này lên thì các bác đi chuyển đến đâu có cảnh báo tốc độ sai làn, tốc độ thì nó sẽ báo cho các bác. Đấy, tra cứu phạt nguội này, mở tivi các thứ đầy đủ tính năng.
Đấy, cái này cũng mình mở đây. Đây. Đấy, Ivan này. Đấy, nghe nhạc ẩn luôn, chính ẩn. Ngoài ra sản phẩm này thì có thể chia đôi màn hình được. Đây, chia đôi màn hình này. Đấy. Những cái dòng cao cấp như của Cova Zetec thì đều những dòng cao cấp như Zetec như này thì đều có thể chia đôi màn hình được. Các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, chia đôi màn hình luôn. Để các bác vừa nghe nhạc vừa dẫn đường. Đấy. Nếu các bác mà muốn trở về cái giao diện mà màn hình lớn ấy, thì các bác phải bước sang bên này, ví dụ như nhạc thì các bước sang bên này. Đấy, thì ngay lập tức chuyển sang cái chế độ là một màn hình. Đấy. Radio này, radio thì bắt cái trong nhà xem nào. Trong nhà thì có vẻ nó hơi rè một chút. Đấy. Tắt đi này. Về cái phần giao diện màn hình nền thì các bác có thể vào đây. Có thể chuyển được cái giao diện màn hình nền hoặc là tải đây ở cái phần ES duyệt tệp tin này nhá. Các bác nếu mà thích một cái hình ảnh nền nào mà các bác muốn up vào đây thì các bác vào đây, các bác cài trực tiếp lên màn hình. Ngoài ra thì các bác có thể dùng màn hình liên động nguyên bản cho màn hình hoặc là hình nền mà các bác thể dùng ở đây. Đây, đây có những cái hình nền này khá là đặc trưng riêng của cái giao diện này thì chắc là các bác đã khá là quen thuộc rồi. Nên em có thể cài ra một cái giao diện khác để các bác nhìn thấy có cái sự mới mẻ hơn. Đây, có thể là màu xanh này, màu xanh dịu mắt này. Đấy. Hoặc là hình nền động này, hình nền động này, xem có hình không, xem có nền động nào. Các bác hình nền động các bác có thể up vào đây nhá, hoàn toàn có thể up được nhá. Đấy, hoặc ảnh này, ảnh này là các bác khi chụp ảnh cái thứ ở trong đấy nó sẽ lưu lại này. Đây, hình nền này. Đấy. Đây, hình nền mặt qua mình này khóa. Đây nó có thể hình nền mở rộng, hình nền khóa luôn. Em thì thích cái hình nền nó màu gỗ vỗ này, trong nó nhã nhặn một chút. Đó, thì tùy nhá, tùy các bác có thể tự động setup được cái giao diện hình nền nhá. Về cái trải nghiệm thì về cái tốc độ xử lý thì em cảm nhận như là nó khá là mượt mà, rất đơn giản thôi, rất là nhẹ nhàng nhá, điểm chạm của nó tuyệt vời. Đấy. Nếu các bác mà có nhu cầu về lắp đặt tất cả các dòng màn hình, nhất là cái dòng 360 hỗ trợ lái xe thì các bác có thể liên hệ với bên em thì kplus.vn thì chuyên lắp đặt các cái dòng màn hình âm thanh sản phẩm chính hãng luôn. Bên em thì cam kết là cung cấp những dòng sản phẩm chính hãng và có bảo hành dài hạn 25 đến 5 năm, ví dụ như dòng Zetec Z800 Pro cộng thì bảo hành lên tới 5 năm. Đấy. Đại lý chính thức của Zetec và trung tâm lắp đặt dòng màn hình Cova Zetec tại Hà Nội. Các bác mà ở Hà Nội có cái nhu cầu lắp đặt màn hình Zetec hay là của Cova thì các bác liên hệ bên em thì có hỗ trợ lắp đặt tận nơi cho các bác. Zetec thì có một cái điều rất là hay, đó là một số các bác không để ý nhưng mà khi mà các bác bật đèn thì cái phần đèn light bên này đấy, nó tự động chuyển màu. Đấy, cảm giác như là rất là đẹp. Đa phần các dòng màn hình khác ngoài Zetec thì nó chỉ có một màu trắng thôi. Đấy, nhưng mà riêng với Zetec thì có một cái điều đặc biệt rất là hay như này. Đấy, các bác khi buổi tối mà các bác đi thì cái dòng đèn light bên này nó sẽ bật lên. Đấy, để các bác có thể nhìn rõ hơn vào buổi tối. Còn ban ngày thì các bác có thể tắt đi. Đấy, và tắt đèn thì ban ngày mình có thể nhìn thấy nhưng ban đêm thì có thể không nhìn thấy thì có cái đèn hỗ trợ. Đấy. Tất cả các dòng màn hình thì đa phần là đều có dưỡng. Đấy, như dòng sản phẩm con Santa Fe thì đều có dưỡng zin như này. Đấy. Để lắp đặt thì các bác nhìn thấy đây, về tổng quan ngoại quan bên ngoài thì nó khá là đẹp. Đấy. Đẹp hơn rất là nhiều so với màn cũ. Đấy. Các cái tính năng các cái nút phím bấm thì vẫn hoàn toàn là zin. Đấy, bởi vì là có dưỡng zin mà. Đấy, bên em thì lắp đặt hoàn toàn như là đảm bảo. Cảm giác khi mà lắp đặt cái màn hình sau khi mà bác chủ mà lên xe thì thấy là thấy nó đẹp hơn hẳn luôn, sang trọng hơn. Đấy, mà có giải quyết cái vấn đề là giải trí.
thực tế là một số các bác đi đường dài ấy, với cái màn hình cũ ấy thì cái giải trí nó khá là nghèo nàn. Nhưng mà khi mà nâng cấp được cái màn hình trong xe rồi thì thấy là lên xe thì có một người bạn đồng hành cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Thứ nhất là hỗ trợ các bác về dẫn đường. Nếu mà các bác mà hay phải di chuyển được cung đường dài mà một số cung đường mà các bác không biết thì các bác dùng cái màn hình này dẫn đường thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Và nhất là cung đường lạ mà có hỗ trợ cảnh báo tốc độ. Đấy, các bác đi đường lạ thì đôi khi không phải là quan sát được hết tất cả các biển báo và giới hạn tốc độ. Thì cái giải pháp Việt Map có sẵn như này thì là hỗ trợ rất là tuyệt vời cho các bác. Đấy. Thì đây là cái dòng sản phẩm ZTEC ZLink cộng. Đấy, và bên em thì chuyên cung cấp tất cả các dòng sản phẩm màn hình của ZTEC. Đấy, hay là Cova. Nếu các bác mà ủng hộ bên em thì có thể tới có 156 Võ Chí Công. Đấy, bên em thì trung tâm lắp đặt hiện tại đang ở Võ Chí Công và có hỗ trợ lắp đặt tận nơi tại Hà Nội. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho bên em. Số điện thoại của bên em là 086 96 79 626. Đấy, bên em thì chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tuyệt vời. Đấy. Cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ video. Nếu các bác mà cảm thấy hay thì có thể like kênh ủng hộ bên em. Và nếu mà cảm thấy có điều gì mà các bác cần phản hồi và muốn tư vấn thêm thì các bác có thể comment ở phía dưới để bên em có thể hỗ trợ các bác. Và em chào các bác nhé.